Chào cả nhà thân thương. Một cái món bò kho đã xong. Sau khi mình bỏ cà rốt vào 20 phút nha. Để lửa riu riu thôi. Cà rốt nó vừa chín tới là ngon nha cả nhà, đừng có để mềm quá nha. Đó. Giờ gân nó cũng nở búp luôn, búp búp nè. Quay vô nè. Như vậy hồi là nó mềm là vừa ngon, mình tắt lửa đó. Đừng có nấu nữa, nấu nữa nó sẽ rụt. Rụt, rụt, rụt là không ngon nha cả nhà. Công phu nấu để nó rụt là hết ngon á. Ăn mà cắn vô á, nó vừa mềm mà nó vừa ngon là ok. Vừa xong luôn, tắt lửa luôn đó. Để nhiệt khi cả nhà múc ra là ăn ngon luôn. Đây là bánh mì hoặc là hủ tiếu, mì bò kho gì cũng được luôn nha. Giáng sinh đến, chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. À, Noel đến đó. Nhớ xem và ủng hộ Đình Bảo miền Tây quê tôi. Cảm ơn rất nhiều ạ. Chúc cả nhà một lần nữa thật vui vẻ và hạnh phúc. Adio. Đây nè, ngon lắm nha cả nhà. Quay mà nước miếng nó trào hoài trời đó. Quay cận cảnh cho cả nhà xem. Chào cả nhà. Thank you đã xem video của Michael nha. Cảm ơn. Bye bye. Đâu mà toàn là thịt không à. Không thấy nước bà. Ăn cái chắc trời lạnh nó đặt mẹ đó. Eat meat. Ăn cái. Hả? Hả? Trời lạnh đặt á. Đặt á Quỳnh ơi. Lạnh gì? Where's my Christmas present? What you want? Hai cái tên. Đi chào Bắc Bình. Tên ra, không chào Quỳnh. Hai Bắc Bình. Bắc Bình. Xin chào Bắc Bình. Bắc Bình có khỏe không Bắc Bình? Mới đây mà thấy nó khác ở Quỳnh không? Cái tình 2 tiếng nói cũng khác luôn. Nó đổi giọng rồi, thành thiếu nữ rồi. Nồi đâu còn thịt con không thấy nước à. Tìm miếng nước không ra nữa kìa. Nó đi rồi, á vô. Nó đi rồi, đang làm cho nó ăn nè. Rồi chạy gì đó hả? Nằm 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 tới sáng luôn hả Quỳnh? Nằm tới sáng luôn. Ghê vậy. Ta có kêu nhà mà sao không vô được. Thôi nhà người ta vô thì ba ngủ bờ đi ba. Ngủ bờ giống như anh em mình vậy đó. Có gì đâu. Trời ơi, ngủ một ngày giờ anh em mình mà chỗ nào không ngủ, có chỗ ngủ được rồi ba. Đừng có mũi chích là được rồi. Đừng có mũi cắn là được phải không? Giáng sinh vui vẻ hả? À lại chim. Nói chuyện nếu Quỳnh nói gì đâu. Bình là người nhà mà đâu phải tình xa là nó rành mà. Trời ơi, toàn giờ thịt không trời không thấy nước à. Giờ sao? Nó ngon quá sao rồi. Vậy chưa? Sao anh vậy chẳng rồi, đang hâm cho nó nè. Xoài bánh mì hả? Có hủ tiếu mà không anh, giờ ăn bánh mì. Ở đây nói chuyện bằng kế bên nhà, kế phòng vậy mà nói chuyện bằng thông điệp không à. Gửi gửi tin luôn. Bây giờ giờ tao làm biết nói chuyện lắm. Gửi alo chào chị Tina. À vô
giờ là tao nói chuyện bằng thông điệp không? Ba con đói nấu gì có gì ăn ngon đó vậy thôi. Rồi cái trả lời nó giờ 10 phút sau nó thông điệp nữa thấy đổ nước vô rồi gì đâu. không thông điệp đi chống thôi, cái đổ một thôi rồi. À, bây giờ nó đổi ý rồi đó, đổi ý và có rau gì không? Có trời, đầy đủ rau quế, đầy đủ cha ba nấu ăn mà không có đồ sao đủ. Mua giùm cho cái ấy đi, rau rác là đầy đủ chứ trời, ở đây mình làm gì thiếu, chỉ có thiếu tiền thôi chứ rau là đầy đủ. Quế bị ngợp rồi, ba giống quỷ đó bà. Tự tự ăn hụt mít tự địch tự hưởng luôn hả? Ba này điên rồi. À, adio Giáng sinh vui vẻ cả nhà, adio. Sao 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 địch mũi chết luôn hả? Ừ, ghê ta. Mũi nặng đó ba, địch mũi không có con mũi nào sống, thôi thua rồi đó. Đó dữ dằn à. Bên nghe mùi không? Bên này hả? Không, che lấp bò kho rồi nghe mùi bò kho không à. Đây nghe mùi bò kho rồi đây. Bó tài. Ăn sao mà vô xe vô, ăn một mít vô xe địch mũi chết luôn hả? Rồi toàn là gân với thịt không luôn nội rồi. Nước không có luôn rồi. Ở Việt Nam mình nhớ mấy anh em mình ăn bò kho không? Bò kho thì 4 cục cái lớn vậy nè, 5 cục rồi. Nước không luôn. Mà mắc chứ bộ. Hả? Nó nấu qua mình nổi đâu. Sao qua mình? Mấy đó nấu nó thiệt á. Về mà hai anh em mình mở nhà hàng Sài Gòn nó thiệt, bán mà tháng sau không sập nữa thôi. Tại thịt nhiều quá bán lỗ á. Đóng cửa luôn. Bán như mình đóng cửa luôn. Đây mai mốt về á mua bò về mua đồ nem ở dưới Long An á nấu ăn kỳ luôn á. Rồi biết rồi. Tụi nó chứ không nấu mà. Thì đó. Mà biết không, tụi nó nấu á, tụi nó nấu bị thấy hấp dẫn với bọn cái hương vị á, nó không có nấu qua mình đâu. Hương vị sao qua mình? Lỏng lét rồi ba ơi. Nấu bột ngọt không à, không có bò, không có thịt thà cho nên là lấy dầu ngọt. Còn đây cái nồi chút xíu nhiều quốc 2 gần 3 kg bò á. Bò nạm á. 3 kg hơn á. Nè. Nước không à. Ý cái mà giờ không thấy nước luôn. Con gái rồi có tài rồi. Mà thằng Sam nó thông minh lắm nha. Nó lựa mấy gân búp búp nó ăn không à, hồi thịt nó nói nó đưa lại nó nói cái này không ngon ăn không lắm. Nó ăn mấy gân búp búp không à, nó nói nó chỉ cái cục thịt mà giống như cái cục thịt nạm mà miếng gân mỡ, miếng gân bên này nè, miếng thịt bên này nè. Thấy không? Là nó ăn miếng gân không à? Như gân gì thì nó ăn nè. Mà thịt vô nó không ăn. Nó không ngon. Rồi tụi nó nghỉ học về có chở đi đâu.
Tụi nó đi ấy, nó đi chơi với bạn rồi, nó qua nhà vòng vòng đó. Ừ. Chỉ con mình thân già ở nhà với củ cải rồi. Thằng đúng rồi đó, thân già phơi củ cải quá tải, thân già phơi củ cải mình hả? Tăng 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 qua chở mày những cái đồ cá lương công an á, nó đi lên chính đang đó. Ai? Mấy đứa làm đoàn cho lương công an á. À vậy hả? Chở xe của cái thằng mà bữa hôm mình lấy mình đi nó 2 tháng đó. Nó kêu qua chạy đó chở mấy đứa đó đi. Vậy hả? Mẹ đi quăng lựu đạn hay nó phái cười hoài. Gặp anh em mà vô rồi. Anh Bình hồi nhớ Bình vô ăn nha. Dễ hả? Rồi sao? Mà qua không có xin lương rồi. Vậy hả? Xin vậy mốt nghe hát đờn ca tài tử hả? Đó, đòn cả lương Long An luôn. Ồ vậy à? Rồi về hát cả cổ được đó ba. Ừ thì đó hát cả cổ hay lắm. Vậy à. À trời ơi. Đang sang đây. Sang. Dạ thưa con xong rồi. Tăng tăng. Rồi giờ thì bánh mì vậy là ba ăn rồi đó. Bánh mì bỏ đâu? Bỏ vô mấy cô quê hả? Đâu bánh mì bỏ ngồi nó tèo héo thôi ăn ba. Nướng lại hả? Ừ. Nướng lại nó giòn nè. Em bỏ vô môi cà quay, quay 2-3 cái bỏ ngâm vô nước lại cho nó bỏ quay quay ngâm xong bỏ bò kho hả? Thấy hủ tiếu vậy ăn thôi. Hủ tiếu nè, có hủ tiếu có mì luôn. Hủ tiếu hả? Yeah. Sao xuống nấu bò kho ăn. Yeah. Mà nấu gì đâu không còn miếng nước cái gì chan vô. Thì đó bởi vậy mới nói toàn là thịt không à. Giờ chặt trái dừa bỏ vô đi nêm lại. Có dừa. Ừ chặt trái dừa bỏ vô đi. Ôi mà tụi nó chắc không ăn nước không đâu. Nó ăn cái không à. Cho nó ăn cái đi. Bỏ vô nó hết ngon rồi nè. Sao để chào Bắc Bình đi con. Bắc Bình ở chú Bưởi. Chú Bưởi khoái ha, kêu nhớ chú Bưởi nữa ha. Xong rồi con. Cái này là phải có hành rau găm ấy, ngò gai nhiều. Sao anh đeo kiếm hay gì vậy? Đâu có. Nó đâu cần có cái tình à. Cái tình đeo kiếm nó đâu có. Có ba cái tình ở đâu vậy? Trong phòng đó vậy con. Ủa có đâu. Đó, vậy xe thế. Xe cái tình còn nhà mà. Không chứ đổi xe cho cái tình này vậy. Đổ xe nữa, lấy chiếc Rayford cho nó đó, chiếc BM á, bảo hiểm mắc quá với tiền maintenance nó mắc quá, tiền sửa mắc quá đó. Bán chiếc BM hả? Không có, thuê vô rồi thuê, đưa cho
Ba chồng lên thì không đâu. Ok, ba chồng thẳng. Làm xong rồi phải phải chọn á. Chạy hả? Hả? Kêu chạy hả? Có, kêu nhà ngủ. Đó. Vậy à? Rồi sao? Có vô không? Có vô không? Không hả? Nói làm sao hả? Nói trời mà em ăn mít nãy giờ em địch em chịu không nổi vô phòng thì sao địch mấy anh xỉu hết. Nó thôi. Nói cái tạc người ngủ. Sao? Sao? Nói cái tạc người ngủ hay ở chuồng lắm. Cái tạc ngủ hay ở chuồng hả? Cũng tào lao. Nước vừa lâu. Bỏ tay của mình. À. Thôi lo làm đi. Ok. Rồi. Ok, bái quên cái gì gọi nha. Ừ, có Tết có mua vé được rồi gọi liền báo cáo. Ok. Ừ. Ok, con ngủ chút đi, sáng chở mấy ông nội về. Bye. Mày cục bên. Ngon xanh. Dạ. Ok không? Ừ. Không thêm thịt không? Không cần đâu. Ok. Con gì đâu mà không còn miếng nước luôn trời. Thêm gì nữa? Thêm nữa hết ngon. Trời, ăn thịt không cho vui. Wow, gần nó nở rồi đó, nó đầy nồi luôn. Tăng 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 tăng. Rồi, chọn gái xong làm cho nó bò kho.
Ngon quá. Chấm được không? Ừ, chấm. Ngon phải không? Con phải chấm tường á. Có nước ngọt không ba? Nước ngọt con xin má hai á, ba không có mua. Xuống má hai lấy đi. Đừng xin nhớ lấy đi. Ba đâu có mua đâu. Xin coi.